Sáng ngày 11 tháng 5, tại xưởng cưa Trung Hữu, khu phố 1, thị trấn Tân Biên, huyện Tân Biên, xảy ra vụ tai nạn cưa máy làm cho một công nhân tử vong tại chỗ. Theo ghi nhận ban đầu từ những người làm công nhân tại xưởng cưa cho biết, vào lúc 8 giờ 30 phút cùng ngày, ông Nguyễn Công Thẳng, sinh năm 1974, cư ngụ tổ 12, khu phố 5, thị trấn Tân Biên, huyện Tân Biên, là công nhân của xưởng. Trong quá trình dùng móc sắt nhọn bập vào thân cây rồi kéo lên giàn để cưa, thì không may móc sắt tuột khỏi khúc cây làm cho nạn nhân lao người vào lưỡi cưa gây tử vong. Hiện vụ việc đang được các ngành chức năng xác minh làm rõ.